Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên từ hôm nay đến ngày 28 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm và có nơi lên trên 120mm, mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, trong ngày 27 đến 28 tháng 8, sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm và có nơi lên trên 150mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa là từ 40 cho đến 70mm trong 24 giờ và có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, xoáy, sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên ở khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, từ ngày 27 đến 28 tháng 8, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi lên trên 150mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với thời tiết mưa nhiều như những ngày tới, một trong những dịch hại nguy hiểm thường xuất hiện trên dưa hấu đó chính là bệnh nứt thân, xỉ mủ mà bà con nông dân thường gọi là bệnh bã trầu. Bà con cần chú ý phòng trị như sau. Xử lý đất trước khi trồng bằng vôi bột với lượng từ 35 cho đến 40kg trên 1.000m2. Tiêu hủy cây bị bệnh và tàn dư cây trồng sau mỗi vụ thu hoạch. Bón phân cân đối, đạm, lân, kali nên bổ sung canxi dễ tiêu như SPC can. Hạn chế tưới nước quá nhiều vào buổi chiều. Khi tưới nước, cần chú ý không nên té nước lên thân lá. Tốt nhất nên áp dụng biện pháp tưới ngấm cho đủ độ ẩm từ 80 cho đến 85% rồi tháo kiệt nước đi. Thường xuyên thăm ruộng dưa hấu. Khi có dấu hiệu bệnh chớm xuất hiện, cần tiến hành phun thuốc ướt đẫm lên thân lá và gốc dưa hấu bằng các loại thuốc như sau: Cleaner 75 VDP, Mesin MZ 72 VDP, Anpin 80 VDG. Nếu bệnh nặng nên phun lặp lại lần 2 sau từ 3 đến 5 ngày. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay khá ổn định, dao động trong khoảng từ 54.000 đồng đến 57.000 đồng 1kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có lợn hơi cao nhất nước 57.000 đồng 1kg. Thành phố Hà Nội và Bắc Giang giá 56.000 đồng 1kg. Thái Bình, Tuyên Quang 55.000 đồng 1kg. Các địa phương còn lại cùng có giá là 54.000 đồng 1kg. Tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi đứng yên suốt tuần qua. Bình Định là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất cả nước 50.000 đồng 1kg. Các tỉnh thành còn lại trong khoảng từ 53 đến 55.000 đồng 1kg. Tại miền Nam, mức giá thấp nhất khu vực là tại tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, 51.000 đồng 1kg. Kiên Giang giá lợn đang cao nhất vùng 54.000 đồng 1kg. Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đồng giá 53.000 đồng 1kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương
Đồng Nai cùng giá 52.000 đồng 1 kg. Giá gà công nghiệp loại trên 3 kg một con chỉ bán được ở mức từ 16 đến 17.000 đồng 1 kg. Giá gà ta thả vườn bán tại các vùng thuộc Hà Nội, Hòa Bình cao nhất đạt 90.000 đồng 1 kg. Giá gà lai chọi bán buôn tại các trại miền Bắc dao động trên dưới 60.000 đồng 1 kg. Có trại bán gà non chỉ được 54.000 đồng 1 kg. Giá vịt ở các tỉnh thành phía Nam đang giảm sâu, dao động từ 28 đến 32.000 đồng 1 kg. Tại Đông Nam Bộ, giá vịt bơ bán ở các trại tại Đồng Nai, Bình Phước chỉ từ 24.000 đồng đến 27.000 đồng 1 kg. Miền Tây, vịt thịt dao động từ 28.000 đồng đến 32.000 đồng 1 kg, có nơi trên 33.000 đồng 1 kg. Vịt bầu đất trên 41.000 đồng 1 kg, vịt xiêm từ 48.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Giá vịt thịt giao dịch ở các tỉnh miền Trung đều trên 40.000 đồng 1 kg. Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các vùng Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Giang, Thái Nguyên dao động từ 38.000 đồng đến 41.000 đồng 1 kg tùy vùng. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón trong nước và trên thế giới liên tục tăng mạnh. Cụ thể, phân ure Cà Mau tăng 72%, từ 6.800 đồng 1 kg lên 11.700 đồng 1 kg. DAP Đình Vũ tăng 67,3%, từ 8.500 đồng 1 kg lên 14.300 đồng 1 kg. Giá phân bón nhập khẩu cũng tăng mạnh. DAP 64% nhập khẩu Trung Quốc tăng từ 11.200 đồng lên 16.800 đồng 1 kg. Kali tăng 73%. Kali miếng Israel tăng từ 6.600 đồng 1 kg lên 11.500 đồng 1 kg. Giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh. Chưa kể nhiều dịch vụ khác cũng tăng theo khiến người nông dân rơi vào tình cảnh nông sản làm ra nhưng không có lãi. Bản tính ưa khám phá từ nhỏ, nghĩ là làm, em Hiếu lên mạng và tìm hiểu rất nhiều về công dụng của các loại cảm biến nhưng chưa có kinh nghiệm trong lập cốt và nối dây nên Hiếu đã làm hư nhiều loại mô đun. Lúc đầu, mô hình này chạy bằng 3 bánh xe và chỉ có chức năng dò đường. Sau nhiều lần thay đổi, xe tự động của Hiếu đã chính xác hơn và được tích hợp nhiều chức năng cần thiết để các vị bác sĩ, nhân viên y tế có thể dễ dàng sử dụng và thuận tiện trong việc vận chuyển thuốc, dụng cụ y tế. Đến nay, mô hình xe vận chuyển mùa COVID đã hoàn thiện, có đầy đủ các chức năng như dò đường, phát hiện và tránh vật cản. Em đã nghiên cứu và chế tạo ra mô hình xe vận chuyển mùa COVID. Nó có thể giúp cho các nhân viên y tế đỡ cực hơn trong việc vận chuyển hàng hóa cho các khu cách ly hay phòng của từng bệnh nhân, giảm đến mức tối đa việc tiếp xúc với các bệnh nhân vì nó hoàn toàn tự động và được điều khiển bằng ứng dụng do em đã tự lập trình ra. Ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android với tên là app điều khiển xe vận chuyển mùa COVID. Với thao tác điều khiển dễ dàng, đa dạng các chức năng, thì em tin chắc rằng nó sẽ giúp đỡ rất nhiều và là một trợ thủ đắc lực cho các nhân viên y tế. Cũng là học sinh của trường Trung học Phổ thông Lương Định Của, em Sơn Nhật Nguyễn, lớp 10A3, đã sáng chế thành công hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động. Hệ thống này có thể khử khuẩn tay khi tiếp xúc với môi trường và có thể đo thân nhiệt tự động. Hệ thống camera kết nối qua Wi-Fi câu video trực tiếp giữa người đang khử khuẩn và người giám sát. Nếu người khử khuẩn bị sốt ho thì khai báo liền cho người giám sát để kịp thời xử lý. Với hệ thống này, người dùng chỉ cần xòe bàn tay ra, đưa vào buồng sát khuẩn, hệ thống tự động phun dung dịch sát khuẩn và tự động ngắt khi người sử dụng lấy tay ra. Điều này tiết kiệm dung dịch, đảm bảo khả năng sát khuẩn, tránh việc dùng tay ấn trực tiếp vào các chai sát khuẩn để lấy dung dịch gel sát khuẩn. Cùng đó, hệ thống quét thân nhiệt tự động khoảng cách từ 5 đến 10 cm và kiểm tra thân nhiệt nhanh dưới 1 giây. Hệ thống này phù hợp lắp đặt tại trường học, nhà máy, siêu thị, bệnh viện. Sản phẩm của em có thể đưa ra sử dụng để phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19. Sản phẩm này gọn, nhẹ, dễ sử dụng. Chỉ cần bật công tắc lên là hệ thống sẽ tự động hóa. Hai sáng kiến này đều đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10 năm 2021. Sáng kiến mô hình xe vận chuyển mùa COVID-19 đoạt giải nhất và sáng kiến hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động đoạt giải nhì.